Đổi mới sáng tạo là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. Động lực và phương thức thực hiện đổi mới sáng tạo hiệu quả là thông qua khoa học công nghệ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh, tạo ra thị trường mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm lãng phí, nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang gặp nhiều thử thách như hiện nay, thì đổi mới sáng tạo là chìa khóa hiệu quả để doanh nghiệp vượt khó. Đổi mới sáng tạo là một trong những công cụ đắc lực tiềm năng nhất để thúc đẩy nâng cao năng suất, giúp doanh nghiệp đón đầu công nghệ mới, đưa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thành cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp. Chính những máy móc do các kỹ sư Việt Nam này sáng tạo ra đã giúp cho doanh nghiệp Nhật Bản tại khu công nghiệp Thăng Long 2 này tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hơn rất nhiều. Còn với doanh nghiệp may này, những máy móc hiện đại được tăng cường sử dụng để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất. Trước những khó khăn của ngành may khi giá gia công giảm, khó khăn trong vận tải quốc tế, áp lực cạnh tranh thì một trong những hướng giải quyết đó là công nghệ. Làm thế nào đó để cho đẩy nhanh cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, quản lý bằng công nghệ số, đưa thiết bị tiên tiến vào để đưa năng suất lên. Và mặt khác nữa thì cũng phải đào tạo người lao động để cho cái tay nghề tốt lên. Đổi mới sáng tạo là quan trọng, song do nguồn lực hạn chế, cơ chế chính sách còn nhiều điểm nghẽn, đổi mới sáng tạo vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp.